phần biểu diễn của Tất Ca Nam, Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ninh. Và tiếp theo chương trình là phần hát búa, hò kéo pháo, giải phóng Điện Biên, sáng tác Hoàng Vân, Đỗ Nhuận, biên đạo Thanh Sơn, biểu diễn Top Nam và Top Múa Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Đôi chân trầy xước, từng đôi tay bỏng rát, những màng lưng áo thấm đẫm mồ hôi và những ánh mắt quyết tâm của các chiến sĩ đưa pháo lên trận địa. Mỗi tiếng hò sô cất lên như từng hơi thở của các chiến sĩ phả vào cỗ pháo, vào lòng quyết tâm, gửi gắm và ký thác nội hàm lời tuyên bố với kẻ thù về sức mạnh tinh thần quật cường của quân và dân ta. Con đường